khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nhật Kim Anh, gia đình nhà nội, cô giáo đừng gieo rắc vào đầu trẻ suy nghĩ tiêu cực vì mẹ nó. Vừa qua, Nhật Kim Anh bày tỏ sự phẫn nộ khi cô giáo coi như người vô hình trong tiệc sinh nhật con trai. Mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ hậu ly hôn, câu chuyện giành quyền nuôi con luôn thu hút đông đảo sự chú ý. Vừa qua, nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi chia sẻ hình ảnh tiệc sinh nhật của con trai Vũ Long. Theo đó, lời chúc mừng của cô giáo gửi đến bé, cô và các bạn lớp lá 1 chúc bạn Ngô Bửu Long vui vẻ đẹp trai có nhiều quà, chăm ngoan học giỏi vâng lời cô, hiếu thảo vâng lời ông bà nội và ba Lộc. Thiếu hẳn sự xuất hiện của mẹ, trên trang Facebook cá nhân Nhật Kim Anh buồn bã, cô giáo không hề biết có sự tồn tại của mẹ trên cõi đời này con ạ. Sự việc này đã làm dấy lên cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc giùm Nhật Kim Anh trước hành động không rõ vô tình hay cố ý từ phía cô giáo. Liên lạc với bà mẹ một con, cô đã có những chia sẻ mới nhất về chi tiết câu chuyện này. Hình ảnh hiện lên máy chiếu gây tranh cãi. Nhật Kim Anh bức xúc vì bị cô giáo coi như người vô hình trong sinh nhật con. Chia sẻ với chúng tôi, Nhật Kim Anh ấm ức đặt câu hỏi, không biết rằng cô giáo đó có nghĩ tới cảm xúc của một người làm mẹ như tôi hay không, nhưng quả thật tôi không thể giấu được nỗi buồn mà phía gia đình anh Vũ Lộc đăng tải. Đồng thời, nữ ca sĩ khuyên cô giáo đừng áp đặt vào đầu bé Vũ Long điều tiêu cực về mẹ mình. Tôi thực sự ức nghẹn khi giáo viên của con phớt lờ sự tồn tại của mình. Đứa trẻ không có tội. Tôi mong gia đình nhà nội và cô giáo đừng gieo rắc vào đầu trẻ con những suy nghĩ tiêu cực về mẹ nó. Tôi chưa bao giờ nói xấu gia đình nhà chồng với con, nên mong họ hãy có chừng mực. Cô khiến dân tình xót xa khi tiết lộ ảnh thuê khách sạn lén gặp bé và bị chồng cũ liên tục giám sát. Hiện tại, phía chồng cũ của Nhật Kim Anh chưa có động thái lên tiếng sau những ồn ào. Chúng tôi đang liên lạc với anh Vũ Lộc để làm rõ sự việc.